Hôm nay mình lại nhà bạn chơi á, thấy bạn mình mua sầu riêng vườn nữa, này là 50.000 ký mà. Sầu riêng cuối vụ rồi, này là tại quen dữ lắm người ta mới bán giá rẻ như thế này nè. Chứ mà lúc về ở ngoài chợ quê mình nó bán đều lắm là 65.000 ký. Chứ quê mình lúc về sầu riêng cuối vụ bán cũng khá là mắc á. Em thấy nó chín quá hay sao nó mình thấy nó bị thúi cái đầu nè, đó. Nhìn nó vàng ghê luôn, người ta nói chín cây người ta đem lại. Nó bị thúi nhẹ cái phần hộp này rồi, không biết có bị thúi vô bên trong không nữa, chứ mình thấy là cái vỏ nó bị thúi phần này hai mấy rồi. Thường mấy người bán sầu riêng ta có cái đồ khui chuyên nghiệp lắm, để vô cái hộp khui luôn á. Còn mình không có chuyên nghiệp, Này khui nghiệp dư mà giờ thấy yếu quá. không ăn khui ngay cái lằn á, Này nè, đang chẻ kiếm lần nè đây. cái lằn này nè, Này nó cũng chín dữ lắm chín rồi. tới luôn mà tôi thấy nứt luôn không nãy. Tát tát đi điện khui ơi, hấp dẫn ghê không, chưa chưa thấy cái đầu riêng nhưng mà hé hé là thấy hơi vàng vàng. Cũng chín tới nái rồi, lắm luôn Ừ. á. Ông khui phần đít này nè, em chưa chẻ hết mà. Thôi khui tét cái đó gì khó, tét tét cái phần đít nè. Dễ tét hơn. Sao mà cứng vậy? Tại vì không phải. Bây giờ khui sầu riêng. Khui không chuyên nghiệp ha. Thấy cái dao hết hàm. Dao thái hả? Đó. 50.000 ký thôi. Cá là ngon muối không, vỏ đâu có dày không đâu. Ừ, vỏ này mỏng, thường mấy trái vỏ mỏng giống như nè, biết sao không? Là sầu riêng lâu năm á, còn mấy sầu riêng tơ tơ không nhìn thấy vỏ nó vỏ Sầu dày riêng lắm. mà cái mùa nó sầu riêng mới tơ nó mới có trái, vỏ nó dày lắm. Ừ. Người ta khui là người ta khui cái phần đít trước mà không khui ngược cái trên không, bởi vì khó khui đúng rồi đó. Để cái dao đây nè, khui theo đó. Vậy thôi. Đấy. Đây, nãy tưởng bị thúi ăn vô trong luôn mà không thúi ha. Hên là nó thúi cái vỏ ở ngoài không á. Này ghi sáo hả? Sáu cái Ờ, này đẹp ghê ha. một ký chín á, Ký chín hả? Như đầy muối hả? mà như đó muối đó Ký chín hết. Ký chín đường như đầy muối là 1, 2, 3, 4, 4 mềm hộp. chứ bộ, như cái này ngon Bốn luôn cái á. dĩa luôn đi. Cây nhà lá vườn mà chơi bóc tay luôn đi. Sợ gì? Ta bán người ta bóc bao tay còn mình ăn nhà mà. Đó thì ăn mỏng thon chưa? Sao đây ở dưới quê mình sao thấy người ta thích cái màu vàng á, người ta ai cũng mua ghi sáo ăn nhiều hết. Đi sáo nó ấy nhưng mà nó không ngon mỏng thon. Ừ, tôi cũng Mỏng thích. thon nó sẽ béo hơn, Tôi cũng nhưng thích mà cái ăn mỏng màu thon nó không hơn. vàng Cái bằng. màu không vàng bằng. Chứ cái trái của nó sẽ không có đẹp bằng, nó hơi bị lép, bị ấy tùm Đúng lum rồi, cái trái nó hơi méo mó, nó hơi chứ á. nhìn Nó cái vỏ nó xấu xí ha. nhưng mà nó béo hơn nhiều. Thích ăn mỏng thon thiệt luôn á. Mỏng thon thì nó béo hơn nhưng mà giống như màu nó sữa sữa vậy chứ. Giống như cái màu sữa vậy. Đúng rồi, nhưng mà sữa Trời, tôi thấy ông ấy ra lấy nguyên một về ra luôn lấy không được. á. Này nó chín quá rồi, Chín quá hả? này nó mềm, không có cứng. Cái này tại nó quá chín, thấy cái màu nó chín dữ lắm rồi. Kệ, tách từng muối ra nhìn hấp dẫn không. Cái này ăn để lạnh lạnh á, tủ lạnh ăn chứ nó đã xử liền luôn cũng được. Khá là ngon. Chứ khui sầu riêng để tủ lạnh, trời mở tủ lạnh ra thơm phức nguyên tủ lạnh. Nhưng mà để ăn quá nhiều thì nó bị hôi. Nè đúng rồi, để tủ lạnh thì nó hôi mấy cái, để chung đồ nó bị hôi mấy phần kia. Rồi Như này mít vỏ được. vỏ không mỏng lét con miếng luôn. Ừ. Hồi nãy mình tưởng là thúi vô trong luôn á, ai ngờ là thúi cái vỏ không. Mới là ngon. Sầu riêng mà sầu riêng cuối mùa mới có được. Ở trên phố giờ chắc mắc rồi ta. Không Dưới biết. quê, nếu mà ở dưới quê mình mà, này tại ông quen người ta mới lấy 50, chứ tôi thấy ngoài bà kia mà bán 65 70 rồi đó. Thì bà đem ra ngoài kia bà bán cũng 60, nhưng mà lại quen ghé mua thuốc hoài. Đó. Không có chuyên nghiệp lắm. Cây nhà lá vườn mà. À, nhìn cái dễ sầu riêng. Chứ sầu riêng có 1 ký 9 mà muối nha. Hải hòn Cũng nhiều không? ha, đúng. Nhưng mà tính muối nhỏ là khoảng được mười mấy muối á.
Không, tôi thấy lấy cái dao vô để vô lần lấy ra nguyên về luôn. Cái này là ông lấy từ muối nhỏ, từ muối nhỏ. Nhìn cho nó hấp dẫn chút. Vậy là nó không đẹp á. Đó, ăn ký chín được như đang uống rồi. Đó, đẹp hay không? Xứng đáng được tiền bát gạo luôn á. Con này vỏ nó cũng lát nè, đâu có dày đâu. Muối không? Rồi mời ăn thử muối luôn, cho review luôn cho ăn khách thử coi. Đi, ăn thử đi. Đó, ông ăn đi. Ăn đi. Dạ, làm muối đi ông ơi.